Kính thưa các quý vị đại biểu, đến với cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kai năm 2022, nhóm chúng em đến từ trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên với dự án sản xuất kinh doanh đồ handmade từ len. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lò Thị Chiêm, sinh viên lớp Cao đẳng khóa Căng 13 chuyên ngành kế toán, là thực hiện nhiệm vụ kế toán và marketing cho nhóm. Em tên là Lò Thị Lỉ, sinh viên lớp K14A2 chuyên ngành kế toán, em là trưởng nhóm và thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật viên của nhóm. Em là Nguyễn Hải Yến, em là sinh viên lớp K13A2 chuyên ngành kế toán, em là kỹ thuật viên trong nhóm. Chỉ với một cây kim, cùng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, các loại len sợi đã tạo nên một góc nhìn kỳ diệu đầy sức thuyết phục và làm mê hoặc lòng người. Các sản phẩm từ len luôn có sức cuốn hút kỳ diệu, từ những túi tỏi xinh xắn, những con thú bông ngộ nghĩnh đến những túi sách sang trọng, tinh tế. Chính từ sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, chất lượng cũng như vật liệu làm cho các sản phẩm handmade luôn có những vẻ đẹp rất riêng. Từ những niềm đam mê, dự án đã thu hút, tạo cảm hứng cho những bạn học sinh sinh viên cùng yêu thích đan móc, thành lập các câu lạc bộ đan móc với mục đích lan tỏa niềm đam mê và ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp cho các học sinh sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hội thi thành công tốt đẹp.